Yo, hello nha, chào người nha. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mừng người nha. Chúc nha mọi người thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video của mình hay với đừng quên để lại mình like và share. Anh em thấy đăng kênh nha, đăng ký kênh phải mình chứ các bạn nhiều. Ngoài ra không biết anh em nó có bộ kệ chơi chưa, nếu chưa cái shop nha. Shop mình có để phần mô tả cũng như phần mình nữa có video ủng hộ và con nạc, cảm ơn. Quay trở lại video hôm nay thì như mình đã nói thì hôm nay mình sẽ qua con nạc ở server 804 anh em. Quyết tâm bắt đầu cày cuốc lại từ đây. Giờ không dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc luôn anh em. Đầu tiên là mình sẽ đi truyền triệu hồi cháu ra rắc về đội đã nha. Đây là việc quan trọng nhất này, cháu rồng nó rồi. Ô. Từ từ anh em không bị phân tâm mất, từ từ nhìn ra đã. Hệ rồng nhanh. Đây. Chuyện thường. Ví trong có tẩy cũng không anh em. Chuyện thường thôi. Ok, giờ thì bạn chuyển qua này. Đấy, chờ cháu rồng về đội. Việc đầu tiên. Tiếp theo. Cho hai con này lên đội luôn anh em. Lưu ra là một. Rồng là hai. Hai nhân vật chủ chốt hiện giờ của ngày hôm nay. Nâng cấp huấn luyện. Lưu ra cho lên 28 luôn này. 29. Lưu ra cho lên cột 29 luôn anh em. Rồi, tiếp theo cho rồng. Cho nó lên gộp 12. Được bao nhiêu ca lực chiến xem nào. Video thì có thể hơi dài nên anh em chịu khó ngồi xem tí cho nhá. Đó, bạn nào muốn hứng thú thì ngồi xem luôn ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. Mở khóa. Chúc không ăn thua. Trang phục mặc. Hiện giờ chỉ kém mặc cho nó cho cháu nó món này đi. Rồi huấn luyện xong. Khóa gen. Gen thì chắc chưa mở được. Thân mật pool rồi. Skin. Skin cho pool anh em. Cộng skin. Mua thêm 10 điểm. Móng vuốt xong. Và ulti. Làm thêm 10 điểm nữa anh em. Mua tiếp 10 điểm nữa. Cái gì? 10 điểm nữa này. Cho pool luôn. Ui thiếu vàng ạ. Ui thiếu vàng ạ. Ô không ngờ mình cũng bị dính vào tình trạng thiếu vàng ở con đặc chính ạ. Nhưng thôi kệ. Không sao. Rồi, còn rồi. Skin bí truyền học đầy đủ rồi. Tiếp theo là phụ kiện. Cháu nó đánh đầu tiên anh em cho mặc luôn bộ của Luza vào. Đấy, mang bộ mạnh nhất vào luôn nhá. Đây nó cách vận ải luôn cho anh em này. Hôm nay thì mình sẽ phá đảo ải Luza vì là ải dễ nhất anh em, ải dễ nhất cho các ải luôn. Nên mình quyết định mình sẽ phá ải này trước. Đây Luza bùng nổ, bắt đầu chiến thôi. Ok, việc đầu tiên là cần con Charak này. Các bạn cần con Charak trong vòng đến tận 6 ai đầu, 2, 4, 6 ai đầu. Sau đó là nu ra. Ok, giờ thì bắt đầu chiến nào. Không dài dòng. Huy hiệu. Hàng rào. Berry. Berry mang theo quả hồi máu trước. Rồi, Charak xuất trận. Chiến ơi. Bắt đầu. Vậy, video này chắc có thể hơi dài đấy. Giờ mình sẽ quay luôn một video khoảng quay thành 2 nhỉ. Hay quay thành 2 làm 2 video anh em. Quay thành 2 video thì các bạn lại bảo câu kéo quá, hơi mệt. Mà video nó dài quá thì chưa cho anh em nó xem hết được. Thôi cứ quay tính tiếp nha các bạn nhé. Chúng ta cứ quay rồi tính tiếp ạ. Cứ quay dần đi rồi tính tiếp. Hạ ngay con này trước anh em. Hạ ngay con này trước. Ải này là ải dễ vượt nhất trong tất cả các ải luôn. Đó, mình có bộ khuyên các bạn cũng lên mở ải này. Vì sau khi mở ải này thì anh em có thêm một đài xã ước nữa khá là ngon luôn. Ngon nành cành đào luôn. Các bạn nên mở nha. Đấy, chịu khó lên mở. Win. Chù, ngọt ngào luôn ạ. Map đầu giật ngọt ngào luôn. Tiếp tục nào. Đấy, anh em vượt hết rồi, mình chưa vượt. Ngại quá, hôm nay phải vào vượt anh em. Phải vào vượt mới được. Đấy, các bạn vượt hết rồi, mình chưa vượt, ngại quá đi. Đây, chỉ số quay quen cho anh em xem chỉ số cho nó ra trận luôn này. Đây, speed, crit các kiểu đây anh em xem chỉ số qua cho nó nha. Một đập. Đi nhanh luôn ạ. Siêu nhanh luôn. Bay cao. Ulti. Ulti. Không hạ được anh em. Hạ cháu này trước. Cơ bản muốn đi thì anh em phải học hành. Nói chung là cháu Charak mình đã làm video về phá đảo view đăng ký rất là nhiều rồi. Mình vừa nói với anh em rồi. Các bạn phải học cho nó như một con mét bình thường luôn. Nâng cấp học hành đầy đủ.
mọi thứ đầy đủ đó thì mới ok được, còn không thì không thể nào ok được đấy. Chiến nào. Một phát bay cao, một ulti hụt đầu, thổi nữa. Rồi, chia nhau ra mà hạ. Hụt đầu này, win ạ. Bay lên, giật ulti. Úi giời, win chắc luôn, đánh nhanh nhỉ. Bên này ải này nó cũng để yếu hay sao mà thấy cảm giác mình đánh thế nó nhanh thế ta. Đánh nhanh thật sự luôn ạ. Các bạn có thấy vậy không? Chứ mình thấy mình đánh nhanh lắm nha. Quay ngày xưa đánh mấy này đi chậm chậm lắm mà, giờ đánh nhanh thôi à. Uấy, hay cho cháu cha rắc mình mạnh quá. Mình cũng đâu mạnh đâu, mới được có 900k để một chiến mà. Nhưng mà vượt nhanh thật sự ạ. Đấy, gần full rồi, con này chắc đánh hết rồi luôn đấy. Chiến thôi, chiến thôi. Tí nó vẫn sẽ có ải khó nha. Nhớ tí vẫn sẽ có một cái ải nó rất là khó đi qua. Nhưng bắt đầu đến đoạn này rồi thì phải này. Mà các bạn vẫn phải dùng mẹo đi qua cơ. Vượt mấy ải này các bạn phải có mẹo cơ, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, bắt đầu đến mấy ải khó khó đây này. Đúng rồi này. Đấy, bắt đầu đến mấy cái ải khó đây anh em. Đó. Tí nó phải căn nữa cơ. Căn để bay cao cơ. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải đơn giản đâu anh em. Uầy, mà sao khỏe nhỉ? Mấy con mét đi theo viện hỗ trợ bây giờ khỏe nhá. Có vẻ là đánh nhanh hơn ngày xưa thì phải đúng không? Ê, thôi, mất quả ulti rồi. Ulti nào. Hay là do mình cảm nhận nó vậy, hay lâu lắm nó không đánh nên thấy thế anh em. Nhưng mình thấy đấy đúng, đúng mà. Mình cảm nhận thế, thế đấy mà. Rõ ràng là giờ đánh nhanh hơn ngày xưa nhiều này. Sát thương gây ra cũng mạnh hơn mấy con mét đi theo viện trợ, chứ mình không nói con cha rắc của mình hai con đi theo này này, sát thương gây ra nhiều hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa mấy con này yếu lắm, toàn dựa vào bét chính thôi. Hay chưa đến này, cần thiết anh chưa biết. Tiếp tục nào, thì đến cái hải đau láo cơ thì mới bắt đầu mới phải mệt chứ, giờ thì chưa ăn thua. Còn đâu qua hải lưu ra thì các bạn đánh nhanh không, mà cứ thế mà bập thôi. Đến lưu ra thì nhanh lắm anh em, cứ lao lên mà vập mà thắng thôi, không phải chần chừ lại dòng làm gì. Tập trung hạ từng cháu một anh em, đánh con nào là triệt con đấy luôn, đánh con nào là phải triệt con đấy luôn. Đánh con nào là phải triệt con đấy luôn anh em. Đó, triệt ngay, triệt hạ luôn, nằm xuống. Ulti nào. Nó không, mình thấy rõ ràng là bây giờ nó mạnh hơn ngày xưa nhiều. Mấy con mét đi theo hỗ trợ này giờ mạnh hơn ngày xưa. Ngày xưa thì mạnh như này, giờ đánh phát một nhìn mạnh hơn nhiều mà. Bay lên nào. Cái đầu tiên anh nhớ là hạ chim băng đời đầu tiên này. Không tính là nó hạ mất con đấy của mình. Không là nó hạ mất con cha đắc của mình. Đấy, nó đầu tiên. Đúng hay sai giật phát bên ngay này. Rõ ràng giờ mạnh hơn rất nhiều so với ngày xưa anh em. Uầy, ngon lành luôn ạ. Tiếp tục nào. Đây. Ải mà gây nhiều sóng gió nhất là ải này. Ải này là ải khó nhất, để xem nó có khó nữa không các bạn. Ải là anh em phải tính toán này. Mình không nhớ là đánh con nào trước ta, lâu lắm rồi không đánh, chết dở rồi. À này là các bạn phải tính toán cẩn thận này, không là sấp mặt luôn. Đây cho chim hồi máu liên tục bởi vì nó sẽ bệnh bắn. Và cố gắng bảo vệ con chim nha. Việc của anh em là việc việc đó là việc quan trọng nhất, các bạn phải cố gắng bảo vệ cháu chim này cho nó sống được đến cuối cùng luôn ạ. À, nhớ rồi, nên ta hạ hai con này trước này. Hai con này yếu máu hơn nên phải hạ hai này trước mới đúng. Mình quên mất rồi, mới là trụ nổ qua mấy ảnh này không. Lượt này là đánh từ cháu Pikachu đúng không, đánh từ cháu Pikachu đánh ra thì phải đúng không. Bút máu tiêm lên,
Đánh từ cháu Pikachu đánh ra này. Đúng rồi, giờ đánh từ cháu Pikachu đánh ra là đúng rồi này. Giảm crit của bạn xuống. Hả, rồi. Tí là lượn lợi dụng con cuối cùng để mà hồi máu này cho nhanh này. Này giờ quăng hạ cho này trước đi. Hạ con sói đi, sau đó thì anh em sẽ lợi dụng con cuối cùng kia để cho con chim này hồi máu nha. Rồi lợi dụng là tí mình sẽ chỉ cho các bạn. Tí mình cũng sẽ chỉ cho anh em luôn, hồi máu nào. Chim nữa bắt đầu hồi máu dần đi. Đấy, win. Rồi. Bây giờ thì anh em bắt đầu đi này, cái kêu điện này đánh sẽ vô hiệu hóa nhá. Các bạn đánh vào các kim mà vô hiệu hóa nhiều nhất, đấy để cho cháu chim nữa có thời gian hồi máu này. Đấy. Bộ bê vào lao móc này thì nó mất rất là nhiều HP, nhưng nếu bạn đánh vào các kim thường này thì nó sẽ không mất. Đây. Đó, có thời gian cho cháu. Ui nhưng mà con cha đắc của mình nó không ổn rồi. Lại căng đét rồi anh em. Lại căng đét rồi. Thôi. Ông may quá, hắn sống được à? Hắn sống được qua lượt này à? Ngon. Cháu này hắn sống, cháu nó hắn sống được qua lượt này là ngon rồi. Ulti nào. Lần tới chắc chắn nó không may mắn đến vậy đâu. Bay lên. Bục lên. Biết mà. Lần tới là chắc chắn không may mắn đến vậy đâu mà. Đội bạn là đánh bằng đam, anh em phải mang cái giảm đam đi, mình mang nó làm cái giảm crit là đi là bị sai rồi này.
Ui, cái map này đánh khó khê luôn ạ. Ok. Để tiếp tục sắp lại đó. Ui, map này bao giờ thể lại khó khăn rồi anh em. Đây. Các bạn nên mang theo giảm đam này nhá. Đó. Ok, để mình chiến ra đến là cuối mình quay các bạn coi. Mình vừa thay đổi qua kết cấu đồ đeo cho con ấy anh em, chuyển sang đeo quả táo nha, xem đỡ hơn không. Thở chiến đó. Ok, không biết là win hơn không đây. Bắt đầu nào các bạn. Bắt đầu chiến thôi. Đây, cố gắng win lần này thôi anh em. Đó, cơ hội chúng ta chỉ có duy nhất một lần duy nhất này thôi. Ok. Cố gắng lên nào tôi ơi. Cố gắng lên nào. Hay quá. Ô. Cay thế nhờ. Cay thật sự luôn ạ. Để đánh lại tiếp nha. Ok, bắt đầu lại lần nữa nhá. Lần này không win thôi nha các bạn nhá. Thông cảm. Video cũng dài quá rồi. Cay thật sự ạ. Bắt đầu là khai chiến. Lần này phải căn căn lại cái quả này các bạn. Búc máu lên nào. Hay quá em trai ơi. Hay quá em trai ơi. Hay quá em trai ơi. Ulti nào. Bay lên nào. Rồi xong hai thằng nó cùng có một lượt ulti như này thì sao mà chơi. Hay mình lại bay sớm quá rồi. Bay sớm quá rồi. Ô may 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 may. Ô may quá. Oh my god. Ui. Tuyệt vời ông mặt trời ạ. Ném tiếp quả giảm đam nào. Giảm đam xuống phát nữa. Ulti. Ông trời vẫn cười với mình các bạn. Ông trời vẫn mỉm cười với mình rồi. Chẳng nghe bảo lần cuối là ông thương đấy. Giờ thì cẩn thận là được anh em. Giờ cẩn thận là được. Giờ cẩn thận là ăn được thôi. Đấy, giờ đánh cẩn thận là được. Đánh bình tĩnh và cẩn thận thôi. Ui. Mà sao nó khỏe vậy? Nó khỏe vậy sao chơi? Chắc cha rắc mình chưa đủ tuổi rồi. Kiểu này cha do cha rắc mình chưa đủ tuổi rồi anh em. Thôi. Nhưng cách vượt thì nó cũng chỉ cơ bản vậy thôi. Đấy các bạn này xem qua tham khảo qua. Và đầu clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi anh em. Cái cú thật sự ạ. Ok, thôi xin hẹn mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Cảm ơn nhiều. Tạm biệt nha. Hẹn một clip tiếp theo. Bye bye.